Lật. Một, hít mũi. Lật. Thôi, hai. Lật. Hít mũi. Lật. Thôi. Lật. Rồi, bây giờ các vị tự tập đi xem nào. Coi như bây giờ không không theo miếng nữa thì nó đỡ bị cập dập. Thầy cứ chuẩn bị từ bên phải để nó đỡ quên. Ở bên phải thì tay phải ở dưới, tay trái trên. Dạ, đưa lại. Dạ. Đây. Bác đứng vào chỗ này, đứng chỗ này thôi. Đấy, đâu vướng. Dạ. Nhớ nhớ cái này ở dưới, cái này trên. Dạ, nhưng mà lật. Lật đổi, lật đổi. Dạ. Đây là dạ, đổi. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Đổi, phải đổi đổi tay đã. Đó, đúng rồi. Không, cứ từ từ thôi, đừng đừng bắt nhanh quá là không không theo được. Đấy, còn mọi người đây là tương đối tốt rồi đấy. Sai, bắt đầu từ bên phải, đưa ngang. Đưa ngang, đó, đúng rồi. Tốt, đấy, đúng rồi đấy. Đổi, 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 đổi đã rồi, đưa ngang. Bắt đầu từ bên phải, bắt đầu từ bên phải. Tay trái ở trên. Trái đâu, đúng rồi, đưa ngang. Chưa, bình tĩnh, cái này phải chữa, mới chữa. Mình cứ cử động đi, mình cứ tập dần đi để cái não mình ấy. Đó, ở nhà mình có cái salon pass, có cái salon pass, cái dán ấy, đi ra mua. Đi ra mua, xong mua tôi cái bút bi đỏ, tôi làm thuốc mà dán đây, chiều rồi đã bắt đầu. Mấy bút bi đỏ cái, bút bi nước ấy, cái bút bi màu đỏ ấy. Bút màu đỏ. Bút bi ấy, bút bi thôi, bút bi thôi, ngày cứu ở nhà có, không 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 ngày cứu, ăn ngày cứu gì? Cây cây cả. Không, cái cây ngày cứu nó là ấy cây, không không phải cây trồng, nó như cây nhang á. Cứ bắt đầu từ bên này. Lật đổi. Lật đổi. Lật lật chân không. Như bạn lật đổi. Là cái chân có bắt buộc là sao không? Không, bây giờ tập cái tay. Cứ đứng bằng vai cả. Sao đó cảm ơn chừng nữa. Đổi lên. Không, đổi đổi lên. Một, lật, hai, lật. Ồ, đây ạ. Sáu miếng ạ, ồ, quý quá. Nhưng mà phải có cái bút bi đỏ. Đổ môi đó. Đổ môi đó, tập này đổ môi đấy, nó ra hết tập ấy. Dạ. Phải cởi áo ra đấy, dần dần. Dạ. Đúng rồi, tốt. Ok. Đó. Quay đệ tử nhí nữa. Cứ chậm chậm thôi, mình làm quen đã. Tốt. Đó, hay á, trẻ con nó mẹ đó. Đi ngựa. Lại làm lại nhá. Dạ. Tức là bên phải thì tay phải ở dưới. Cái này được không? Cái mắt rô này. Không được. Anh Nghĩa, anh Nghĩa có bút đỏ không? Cái bút màu đỏ. Không phải, em màu đỏ mà. Dạ.
À được rồi, bút này được rồi. Em ơi xoay đi.